tô màu này của mình. Mình chuẩn bị một bức tranh về một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray giữa một cánh đồng này nhá. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho đoàn tàu hỏa này. Hãy cùng theo dõi video tô màu cho bức tranh này cùng với mình. Ui, biết đâu mà lại hốt được thằng Hà Nội nhỉ? Đúng rồi, đúng anh ạ. Mình sẽ tô màu xanh cho những đám cỏ này trước. Dương nhá. Yến à, và xin phép nhỉ? Em xin phép bà đúng rồi. Em cơ mà. Gì? Em á. Mai cơ mà, hôm nay đi chơi mai. Không, em xin phép ngày mai. Xin phép mai em xin phép ngày mai ăn mặc thật đẹp ạ. À. Ok anh. Mà được rất là phòng. Ăn mặc đẹp làm gì rồi cũng phải rửa bát mà thôi. Ăn phải có ăn không? Từng ăn ở đấy. Ở đây ăn đâu? Từng thế. Thân tàu hỏa thì mình sẽ tô màu đỏ đi nhé. Phần đầu tàu hỏa thì mình sẽ tô màu vàng nhé. Mình sẽ thêm một ít màu xám cho phần bánh xe này.
ta cùng nhau đi vào cái video ngày hôm nay của mình nhé. Không mặt trời thì mình sẽ tô màu đỏ. Đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường dây ở giữa cánh đồng này đã được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh.